Thiến chào mừng quý vị đến với bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày 5 tháng 8 năm 2016. Và trong phần đầu bản tin, xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung nổi bật ngay sau đây. Xăng dầu bán lẻ tiếp tục xu hướng giảm giá trong gần 2 tháng qua. Nhưng trước hết sẽ là thông tin dù giảm đi nhưng niềm tin người tiêu dùng Việt Nam vẫn ở mức cao so với toàn cầu. Thưa quý vị, mặc dù có sự giảm nhẹ trong quý 2 năm 2016, nhưng mức độ tự tin của người tiêu dùng Việt Nam vẫn giữ được ở mức cao, đứng thứ 7 trong số các quốc gia có mức độ lạc quan cao nhất trên toàn cầu. Theo báo cáo chỉ số niềm tin người tiêu dùng vừa được công bố bởi Nielsen, công ty đo lường và thông tin toàn cầu. Theo báo cáo chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Nielsen, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam trong quý 2 đã giảm 2 điểm so với quý trước, xuống còn 107 điểm. Tuy nhiên, sự sụt giảm này không làm giảm vị trí xếp hạng của Việt Nam trong biểu đồ các quốc gia có mức độ lạc quan nhất toàn cầu. Cụ thể, Việt Nam vẫn đứng thứ 7 trên thế giới ở hạng mục này. Đại diện Nielsen Việt Nam cho rằng, chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Việt Nam bị rớt điểm trong tháng vừa rồi là sự phản ứng của người tiêu dùng trước các thông tin bất ổn trên thế giới, cũng như trong nước, từ Internet và truyền miệng. Bên cạnh suy giảm sự lạc quan, trong quý vừa qua, có đến 76% người tiêu dùng Việt Nam được hỏi cho biết có xu hướng tiết kiệm. Đây cũng là chỉ số cao nhất trong các nước có khảo sát. Trong đó, các mối quan tâm hàng đầu của người Việt Nam xếp theo thứ tự ưu tiên là sức khỏe, tình trạng công việc, sự ổn định của nền kinh tế, sự cân bằng trong công việc và cuộc sống và tăng sinh hoạt phí thiết yếu. Theo tin từ Liên Bộ Tài chính Công Thương, từ 15 giờ chiều ngày hôm qua ngày 4 tháng 8, thì giá xăng bán lẻ đã đồng loạt giảm mạnh hơn 600 đồng một lít. Với mức giảm hơn 800 đồng một lít, kể từ 15 giờ chiều ngày 4 tháng 8, giá xăng RON 92 đã giảm về mức tối đa khoảng 14.690 đồng một lít. Đây cũng là lần thứ hai trong năm nay giá xăng xuống dưới mức 15.000 đồng một lít. Còn xăng sinh học E5 cũng giảm gần 600 đồng, về còn hơn 14.200 đồng một lít. Dầu diesel có mức giảm mạnh nhất khoảng 630 đồng một lít, chỉ còn 11.670 đồng một lít. Tương tự, giá dầu mazut và dầu hỏa cũng giảm đi, dù ít hơn khoảng 380 đồng một đơn vị. Cùng với đó, Liên Bộ Công Thương Tài chính yêu cầu ngừng sử dụng quỹ bình ổn với các mặt hàng dầu. Như vậy, giá xăng dầu đã giảm suốt gần 2 tháng nay. Dù kết quả xuất khẩu tôm 6 tháng đầu năm nay có tốt hơn so với cùng kỳ, nhưng Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho rằng tình hình vẫn rất đáng lo ngại. Ngành tôm đang đối mặt với sự bất ổn, giá thành cao, tính cạnh tranh kém thể hiện trên toàn bộ các khâu của chuỗi giá trị. Tại hội thảo ngành tôm Việt Nam trước những thách thức mới diễn ra ngày 3 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Văn Quang, Phó Chủ tịch VASEP, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Phú, đã nêu ra các bất cập ở cả 8 khâu trong quá trình sản xuất tôm của Việt Nam. Từ khâu quy hoạch vùng nuôi, con giống, thức ăn, quy trình và công nghệ nuôi đến dịch vụ cung ứng thuốc thú y, vật tư, thức ăn, kiểm tra, giám sát quá trình nuôi, chế biến xuất khẩu. Trong đó, ông Phú nhấn mạnh có nhiều nguyên nhân khiến giá thành nuôi tôm Việt Nam cao, dẫn đến giá khó cạnh tranh trên thị trường thế giới. Đơn cử như việc quy hoạch vùng nuôi chưa hợp lý, hạ tầng cho các khu nuôi tôm tập trung chưa có, nguồn nước nuôi và xử lý tôm chưa đảm bảo an toàn vệ sinh. Thì trong năm vừa qua đấy thì chúng tôi ký được một số cái hợp đồng đối với các cái hệ thống siêu thị lớn, ví dụ như Casino, thì họ đưa ra giá tôm nguyên con là rất là cao, cao hơn là 30%, như họ đưa ra điều kiện là tôm là không nhiễm vi sinh và không nhiễm kháng sinh. Thế nhưng mà khi thu mua tôm, nước thì phải rửa nước tại đó thì không thể là có nước khác. Thì khi chúng tôi mang tôm về nhà máy chế biến thì chỉ đạt được 50%, không đạt được đâu. Ngoài ra, ngành tôm cũng chưa có sự chủ động trong các khâu như con giống thức ăn, chưa có giống kháng bệnh, nguồn thức ăn phụ thuộc chủ yếu vào các công ty nước ngoài. Công nghệ nuôi tôm lạc hậu khiến tỷ lệ tôm sống sót thấp. Dịch vụ cung ứng vật tư qua nhiều tầng nấc đẩy chi phí sản xuất lên cao. Đặc biệt, vấn nạn lớn nhất của ngành hiện nay là nạn bơm tạp chất vào tôm, dùng thuốc tăng trọng. Vấn nạn này cùng với quá trình sử dụng kháng sinh, hóa chất trong quá trình nuôi đã khiến tôm Việt liên tiếp vấp phải cảnh báo của các thị trường về tồn dư hóa chất, kháng sinh. Ông Quang cho rằng cơ quan chức năng cần nhìn nhận nguyên nhân gốc rễ của các tình trạng trên, có giải pháp cụ thể cho từng vấn đề nếu không muốn ngành tôm Việt Nam phải trả giá đắt. Trong bối cảnh mức chiết khấu của những mặt hàng thủy sản vào các hệ thống siêu thị ngày càng cao, thì để giữ giá, một số doanh nghiệp đã sử dụng các chiêu thức tinh vi nhằm giảm chất lượng sản phẩm. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, thì cách cạnh tranh không lành mạnh này có thể khiến cho các doanh nghiệp thủy sản đánh mất sân nhà. Tại buổi hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng thủy sản tại thị trường Việt Nam diễn ra ngày 3 tháng 8, trong khuôn khổ hội chợ Việt Fish, bà Lê Thị Thanh Lâm, phó chủ nhiệm câu lạc bộ nội địa VASEP cho biết, hiện nay nhiều sản phẩm thủy sản không được sản xuất theo các quy trình đạt chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng vẫn được bày bán song song với các mặt hàng của những doanh nghiệp sản xuất theo các tiêu chuẩn như là ISO, HACCP. Chưa kể có tình trạng một số doanh nghiệp chế biến thủy sản
cố tình giảm chất lượng sản phẩm để cạnh tranh về giá khi mức chiết khấu của các đơn vị bán lẻ đưa ra ngày một cao. Đơn cử như doanh nghiệp tăng tỷ lệ mạ băng trong sản phẩm thủy sản đông lạnh hoặc sản xuất sản phẩm có thành phần không đúng như công bố. Theo bà Lâm, cách làm này không chỉ giết doanh nghiệp mà còn có thể giết cả những doanh nghiệp cùng ngành. Nếu như ở cái mức chiết khấu quá cao thì không thể nào có thể tồn tại và phát triển được, thì đã dẫn đến một cái tình hình là nhà sản xuất phải giảm chất lượng để mà có thể tồn tại được. Thì cái cách làm đó là một cái, theo tôi nó là một cái hình thức là mình tự giết mình. Bởi vì đến một lúc nào đó thì người tiêu dùng cũng phát hiện và chúng ta không thể tồn tại được. Trong tình hình hiện nay là sản phẩm thủy sản đông lạnh của Việt Nam chúng ta chưa có sự cạnh tranh của những sản phẩm nước ngoài. Tuy nhiên sắp tới thì chắc chắn rằng là sẽ có sự cạnh tranh này. Mà nếu như các sản phẩm Việt Nam chúng ta mà giảm chất lượng để mà tồn tại bằng cách rằng là chúng ta giảm chất lượng, thì cái đó là cái điều rất cực kỳ nguy hiểm. Vì nó không những ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu của doanh nghiệp đó mà nó ảnh hưởng đến cả cái ngành hàng. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn năm 2015, ước tính sản lượng thủy sản tiêu thụ tại thị trường trong nước là khoảng 2,5 triệu tấn. Và chuyên mục mỗi ngày một con số hôm nay chúng tôi muốn nhắc đến con số 17%, thưa quý vị. Đây là mức thuế suất Bộ Tài chính đề nghị áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 4 năm từ 2017 đến 2020. Và đây cũng là một trong số những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp mà Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ. Thì theo Bộ Tài chính, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ mức 20% về mức 17% cho đối tượng này cũng tương đương với mức thuế suất ưu đãi đang áp dụng cho các dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Hiện thì các doanh nghiệp được xem là doanh nghiệp vừa và nhỏ cần có tổng doanh thu năm liền trước không quá 20 tỷ đồng. Vừa rồi là một số tin tức trong nước và chúng ta sẽ tiếp tục phần tin tức trong bản tin Cà phê Sài Gòn với những thông tin đáng lưu ý tại khu vực châu Á. Ấn Độ đang chờ đợi cuộc cải cách thuế lịch sử. Chính phủ Nhật Bản bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới là phụ nữ.